Anza Investment và quỹ đầu tư Crit Group của Nhật Bản đã chính thức ra mắt khu căn hộ biệt lập ven sông Anza Skyline quận 7. Sự kiện đánh dấu bước khởi đầu cho cam kết đầu tư 200 triệu đô la Mỹ của Crit Group vào đối tác chiến lược Anza Investment. Lễ ra mắt đã thu hút khoảng 1.000 khách hàng tham dự cùng các đối tác phát triển dự án như quỹ Crit Group, tổng thầu Cotecon, đơn vị quản lý dự án và giám sát thi công, nhà phân phối tiếp thị DKRS. Chỉ sau 2 giờ ra mắt thì 100% căn hộ của giai đoạn 1 đã được khách hàng đặt mua. Hiện nay chúng tôi đang có cái chính sách rất tốt dành cho khách hàng mua để ở, đó là chỉ thanh toán 20% là cho đến khi khách hàng nhận được nhà. Chiến lược chúng tôi cũng cố gắng làm tốt những cái sản phẩm, tạo những sản phẩm chất lượng, giá trị đáp ứng đúng nhu cầu thật cho khách hàng. Và tôi tin tưởng rằng với cái chính sách cũng như là những cái luật mới sắp đã được ban hành tạo điều kiện cho người nước ngoài mua nhà thì thị trường chúng ta sẽ phát triển một cách bền vững. Kết quả đặt mua ấn tượng của Anza Skyline đã cho thấy tiềm lực tài chính của quỹ Crit Group Nhật Bản đã đặt đúng nhà phát triển dự án chuyên nghiệp. Anza Skyline có tổng số 480 căn hộ với diện tích từ 58 đến 112 m². Dự án có 3 mặt hướng ra sông Sài Gòn và 1 mặt hướng về hồ Skypearl 7.000 m². Đây là dự án tiếp nối thành công của các dự án Anza Garden, Anza Star, Anza Riverside mà Anza Investment đã triển khai trước đó.